Trước khi gắn năm ngân sứ kim loại hàng tên trên bát kệ nam nhân 72 tuổi. Rồi, chụp gắn xong quay lại. Sau khi đã lắp năm ngân sứ kim loại hàng trên nhà trong đang tươi một bát thiện nam nhân 72 tuổi thì cái bắt cắn lại cái cắn nó cũng như đang nó cười lại cho thấy rằng bên kia đã say rồi. Rồi rồi, đẹp rồi. Rồi xong. Cái gạo lứt á bác về ăn nhai được liền, lần xứ cố định thì ăn nhai được liền. Gieo xuống dựng này mầm.